Dạ vâng, Bảo Tín xin gửi lời chào đến tất cả mọi người đang có mặt trong video ngày hôm nay của em. Em là Hoàng và hôm nay thì em Hoàng sẽ có một cái chia sẻ rất là thú vị, và trong cái video clip này thì chúng ta sẽ cùng được khám phá một cái dòng sản phẩm rất là mới. Đây cũng là một cái dòng sản phẩm em nghĩ là rất là tâm đắc mà em muốn chia sẻ đến mọi người, và sẽ có rất nhiều khách hàng hay là rất nhiều anh, nhiều chú, nhiều bác sẽ cảm thấy rằng là cái sản phẩm này là một cái sản phẩm phù hợp với mọi người. Thì trước khi mà đưa vào cái video này thì chúng ta sẽ cùng xem ở trên màn hình. Trên màn hình là em Hoàng đang có 3 sản phẩm. Đầu tiên là chiếc SMSL DO100 đến từ thương hiệu SMSL. Và thứ hai là ta có sản phẩm Topping D50S đến từ thương hiệu Topping. Và thứ ba là thương hiệu Suka Audio với sản phẩm là Suka U6. Vậy thì đặc điểm chung của 3 sản phẩm này là gì? Thì đây có thể nói rằng đây là ba mẫu đầu giải mã tốt nhất trong phân khúc tầm trung mà chúng ta có thể trải nghiệm. Với SMSL thì là một phiên bản đầu bảng của phân khúc tầm trung rồi. Chúng ta sẽ không có nhiều cái để bàn cãi, với con chip sử dụng là ES9038Q2M một cặp. Topping D50S cũng vậy, cũng có cho ta trải nghiệm về ES9038Q2M một cặp chip, và U6 cũng như vậy. Và đây đang là ba dòng DAC đem lại cho chúng ta cái độ tốt nhất về khả năng xử lý tín hiệu trong phân khúc tầm trung. Một điều rất là tiếc ở ba dòng DAC này đó chính là về các cái cổng kết nối hiệu năng, thì chúng ta thấy là cả ba dòng DAC này đều mang lại cho chúng ta một cái hiệu năng kết nối rất là vượt trội, với đầy đủ các cái cổng tín hiệu kết nối đầu vào. Ví dụ ở đây chúng ta có đều là sẽ được trang bị cổng kết nối là Bluetooth, cổng quang optical nếu chúng ta muốn kết nối từ Smart TV. Đó, và cổng đồng trục coaxial nếu chúng ta muốn kết nối với đầu đĩa CD. Đó, như cái DO100 này cũng vậy, có coaxial, có optical, có USB, có Bluetooth. Và điều này sẽ giúp cho mọi người có thể khai thác toàn bộ được cái hiệu năng trên một cái DAC. Chúng ta có thể sử dụng với TV, với điện thoại, với máy tính, với đầu đĩa CD, với đầu TV box. Tuy nhiên thì không phải là trong một bộ dàn bất kỳ ai cũng có nhu cầu sử dụng máy tính. Đó chính là cái cổng PC USB này này. Đó. Nên thường đa phần chúng ta đều sử dụng cái cổng PC USB này để kết nối với điện thoại, để cắm OTG thôi. Và thường thì chúng ta sẽ không dùng với máy tính. Tuy nhiên thì điều này là một cái điều rất là tiếc đối với những cái dòng DAC này, bởi vì mọi người luôn luôn mong muốn rằng cái cổng PC USB này có thể biến thành một cổng USB để chúng ta cắm trực tiếp cái USB nhạc chất lượng cao để chúng ta nghe nhạc vào, đúng không ạ? Mọi người luôn luôn là mong muốn là như vậy, đúng không ạ? Chẳng hạn như khi mà chúng ta sử dụng thì chúng ta rất muốn là sẽ có một cái DAC mà có thể cắm được USB trực tiếp để chúng ta nghe nhạc. Đấy, để chúng ta không, khi nào chúng ta không muốn mở TV thì chúng ta có thể cắm trực tiếp để chúng ta nghe thôi. Và chúng ta sẽ không cần phải cắm máy tính cầu kỳ hay là cắm qua server rồi mới lại sang DAC thì nó hơi phức tạp. Vậy thì giải pháp là gì? Và giải pháp cũng chính là cái video clip mà em muốn chia sẻ đến mọi người. Đó là một cái sản phẩm rất là thú vị. Ngoài các hiệu năng rất quan trọng mà mọi người luôn cần thiết, đó chính là cổng quang optical, cổng Bluetooth. Và sẽ bỏ cho chúng ta được cái cổng PC USB máy tính này đi, và thay vào đó là ta có thể cắm được USB trực tiếp vào trong cái thiết bị DAC này. Điều này sẽ giúp cho chúng ta nghe nhạc tiện lợi hơn rất là nhiều. Đặc biệt là sẽ phù hợp, rất là phù hợp đối với những ai mà đang có nhu cầu nghe nhạc với một cái bộ dàn gia đình, chúng ta không dùng đến máy tính. Đó là một cái rất là ưu điểm, rất là vượt trội. Và đương nhiên rồi, khi mà chúng ta cắm được USB trực tiếp này thì khả năng giải mã sẽ rất là tốt. Đấy, rất là tốt cho chúng ta chơi được cái nhạc chất lượng cao. Thậm chí một cái dòng DAC mà em sắp giới thiệu đến mọi người còn có thể chơi được cả DSD nha mọi người. Chơi trực tiếp DSD. Đấy là một cái điều rất là vượt trội. Và sản phẩm mà em muốn giới thiệu đến mọi người hôm nay là một sản phẩm cũng đến từ thương hiệu Suka Audio, với cái model là Suka HB02 nha mọi người. Đó, và đây chính là sản phẩm Suka HB02 mà em Hoàng muốn giới thiệu đến mọi người trong cái video clip này. Vậy thì sản phẩm Suka HB02 này sẽ có những đặc điểm gì thú vị, sẽ có những cái hiệu năng như thế nào, hay là cái mên mạch linh kiện của anh này ra sao, chất âm của nó sẽ được đánh giá ở mức như thế nào, thì trong video clip này chúng ta sẽ cùng khám phá chi tiết hơn về cái sản phẩm Suka HB02 này nhé mọi người. Và trước khi mà chúng ta đến với những cái điểm mạnh, điểm yếu cũng như là cái khả năng hoạt động và cái chất lượng kỹ hơn những cái mên mạch bên trong của
Suica HB02 thì em muốn mọi người sẽ cùng khám phá một cái vỏ hộp mới. Khi mà chúng ta đặt từ nhà sản xuất về thì chúng ta sẽ nhận được những cái phụ kiện như thế nào, cũng như là cái ngoại hình, cái cấu tạo của DAC HB02 này sẽ như thế nào nhé. Đầu tiên thì ta sẽ có một sách hướng dẫn đến từ thương hiệu Suica. Và những cái này thì là những cái điều rất là quen thuộc rồi. Ngôn ngữ ở bên trong sẽ là tiếng Trung Quốc và tiếng Anh. Thì mọi người có thể là đọc thêm cả sách hướng dẫn để chúng ta tìm hiểu kỹ hơn về cái cách vận hành, cũng như là một vài các cái lưu ý khi chúng ta sử dụng sản phẩm để nó hiệu quả hơn. Đấy, và mọi người có thể đọc. Vậy đương nhiên rồi, em Hoàng cũng sẽ đọc để rút ra những cái lưu ý cho mọi người. Đó, đó là cái sách hướng dẫn của sản phẩm này. Và thứ hai là theo nhà máy sẽ có một dây quang như thế này. Tuy nhiên thì khi mà mọi người sử dụng thì đặt hàng bên Bảo Tín thì em sẽ thu cái dây quang này về và tặng cho mọi người một cái dây quang tốt hơn. Thì lát cuối video thì em cũng sẽ chia sẻ đến mọi người. Ta có một điều khiển từ xa. Đương nhiên rồi, đây là một dòng DAC rất là thú vị với khả năng đọc USB, nên chúng ta sẽ có điều khiển từ xa để chúng ta còn chọn bài, còn chuyển bài hát, tăng giảm âm lượng ở trên này nữa. Đây là một cái rất là hay, rất là thú vị. Ta có một dây Bluetooth. Đấy, khác với phiên bản HB01 thì HB02 sẽ trang bị Bluetooth. Và Bluetooth của nó còn hỗ trợ công nghệ LDAC nữa nhé mọi người. Có nghĩa là Bluetooth của nó sẽ giống y hệt như là các cấu tạo Bluetooth của D50S, của U6 hay là của DO100. Rất là hay. Cái nữa là ta sẽ có một adapter nguồn. Và adapter nguồn này hãng sẽ cố định ở cái điện đầu vào là 12V và điện ra là 2A. Và mọi người có thể là tham khảo rằng là cái adapter này thì mọi người có thể cắm điện từ 100 đến 220 đều được nhé mọi người. Ta có thể linh động cái nguồn điện đầu vào được. Và cuối cùng là một phiên bản DAC Suica HP02 được đặt trong một cái túi ni lông như thế này. Đó. Với cái thiết kế lần này thì em có một cái rất là thích so với HP01 là anh này sẽ thiết kế với một cái màu là đen sần cát. Đấy, một cái thiết kế nó sẽ không có một cái màu xám xám giống như là HP01 nữa. Điều này sẽ giúp cho chúng ta dễ dàng phối ghép với bộ dàn hơn và có những cái trải nghiệm về màu sắc rất là đẹp. Mọi người thấy không? Màu sắc rất là đẹp. Mặt kính thì tráng gương. Đấy, tráng gương rất là bóng. Khi mà em ngửa cam như thế này thì là sẽ thấy mặt của bạn Caramel luôn nhé mọi người. Đó. Và bên cạnh thì sẽ được trang bị một đồng hồ VU. Một đồng hồ VU để chúng ta thấy được cái mức âm lượng khuếch đại khi mà chúng ta bật cái sản phẩm DAC này lên, rất là hay. Đó. Thiết kế thì rất là đẹp, rất là gọn gàng. Đấy, tạo cho chúng ta một cái cảm giác đây giống như là một cái máy nghe nhạc ấy. Một cái máy nghe nhạc rất là thú vị đúng không ạ? Và bên cạnh bên hông thì ta sẽ có một thẻ SD card. Đây là một cái thẻ nhớ thì mọi người có thể cắm thẻ nhớ vào để chúng ta nghe trực tiếp cũng được. Đó, rất là hay đúng không ạ? Và đương nhiên rồi, dù là thẻ nhớ hay USB hay bất kỳ cái cổng kết nối nào của HB02 đều được trang bị một con chip giải mã rất là xịn sò. Lát nữa thì em Hoàng sẽ bật mí cho mọi người. Phía sau thì ta sẽ nhìn thấy được những cái điểm rất là thú vị và rất là vượt trội. Đầu tiên để mà chúng ta nhìn thấy rõ ràng nhất là chúng ta sẽ thấy là anh này sẽ có đồng thời hai cổng đầu ra. Một là ra bằng bông sen, hai là ra bằng Canon. Điều này ta có thể kết nối sang cùng một lúc hai bộ dàn để chúng ta trải nghiệm khả năng tái tạo từ chiếc DAC này. Rất là hay ạ. Nguồn vào thì 12V thì ta cắm ở đây rồi. Ngoài đường ra analog thì anh này còn có thể xuất thêm hai đường ra nữa cho chúng ta. Một là ra bằng đường đồng trục, hai là ra bằng đường optical. Có nghĩa là anh này vừa có ra bằng analog, ra tín hiệu analog thông thường, còn có cả ra tín hiệu kỹ thuật số nữa. Lúc này khi mà chúng ta có đường ra tín hiệu kỹ thuật số rồi thì ta có thể là biến chiếc Suica HB02 này thành một phiên bản Music Server đều được nhé, rất là hay. Nhưng mà cái cốt lõi, cái mà em thích nhất khi mà được bổ sung đầu tiên so với HB01 là HB02 được trang bị Bluetooth hỗ trợ LDAC này. Được chưa ạ? HB02 được trang bị cổng quang optical in. Điều này ta có thể là kết nối trực tiếp từ TV, từ đầu Android Book hay bất kỳ nguồn phát nào có đường xuất tín hiệu optical để chúng ta nghe nhạc mạng. Vì cái nhu cầu nghe nhạc mạng là rất rất là cấp thiết rồi, rất rất là cần thiết đối với chúng ta, thì chúng ta có thể trải nghiệm cái nguồn nhạc nó dễ dàng hơn, nó tiện lợi hơn. Đấy, điều này là một cái điều rất là vượt trội. Một con DAC có thể bắt Bluetooth điện thoại, có thể nghe nhạc từ TV. Ngoài ra thì có thể cắm trực tiếp được USB hoặc ổ cứng với dung lượng tối đa lên đến là 2T. Và điều hay nhất là cái cổng USB này này còn chơi được cả nhạc DSD 512 nhé mọi người.
chơi được nhạc đĩa DNA 12 cổng USB này hoặc là thẻ nhớ này. Điều này là gì? Bởi vì đây là một chiếc đầu giải mã 32 bit. Đó, nó được trang bị con chip của Mỹ là con chip ES9038Q2M, một cái dòng chip mà nó rất là mạnh và nó được nằm trên những con DAC tốt nhất phân khúc tầm trung như D50S, như U6, như DO100. Đấy là một cái điều mà chúng ta có thể cân nhắc và chúng ta lưu ý. Đó, rất là hay đúng không ạ? Rất là thú vị với cái sản phẩm này. Và nó chơi được đĩa đi, nhưng mà anh này lại chơi được cả đĩa đi trực tiếp này, có nghĩa là nhạc 32 bit cắm vào đây chạy ngon lành luôn. Còn với D50S hay với DL100, những cái dòng DAC tốt nhất phân khúc tầm trung này, để chơi được nhạc 32 bit thì những cái dòng DAC này còn phải có một cái thao tác là phải có music server đi kèm, hoặc là phải cắm vào máy tính sau đó cài đặt những cái phần mềm chơi nhạc 32 bit như Zsiver hay là FUBA 2000. Đấy, một cái nhược điểm rất là lớn mà không phải ai nghe nhạc cũng có những cái kỹ thuật để chúng ta cài các phần mềm đấy, và nó rất phức tạp và đòi hỏi những cái thiết bị trung gian. Tuy nhiên thì với Suka mà chúng ta có ở đây thì chúng ta chỉ cần cắm một cái là chạy ngon lành, chạy rất là dễ dàng luôn, kể cả 32 bit nhé. Rất là thú vị. Và đây là một cái trải nghiệm phải nói là đáng từng xu cho mọi người có thể cân nhắc sử dụng, rất là tiện lợi. Đây gọi là một cái máy nghe nhạc chuyên dụng và một cái DAC với đầy đủ các hiệu năng cần thiết. Tuy nhiên thì anh này không có đường USB-C. Đó, đường USB-C như thế này. Sẽ có hai trường phái xảy ra. Một, nếu mọi người hay chơi máy tính thì đây là một điểm hạn chế của HB02. Tuy nhiên thì nếu mọi người là một người không dùng đến máy tính nhiều, nghe nhạc chuyên dụng từ bộ dàn thì đây là một cái lợi thế, bởi vì ta sẽ tiết kiệm được cái tính năng cho cái thiết bị này, và bù lại thì ta sẽ có được cái hiệu năng tốt hơn cho các cổng còn lại. Đấy là một cái hay. Và theo như em đánh giá thì đây là một cái chiếc DAC có thể nói là có cái hiệu quả tối đa nhất trong cái tầm giá loanh quanh các cái phân khúc này. Đó, lát nữa thì em sẽ báo giá cho mọi người và mọi người sẽ phải bất ngờ về cái giá thành của nó nhé. Sẽ có những cái hiệu năng bù trừ cho nhau rất là tốt. Và bây giờ thì ta sẽ cùng khám phá kỹ hơn về cái cách thức sử dụng cũng như là cái hiệu năng của cái sản phẩm Suka HB02 này nhé mọi người. Thì mọi người thấy là ngoài cái đồng hồ VU để báo cho chúng ta cái mức âm lượng này, thì chúng ta sẽ có là 6 nút ở trên cái màn hình cảm ứng này. Một cái màn hình tráng gương rất là đẹp và có đi kèm là các nút cảm ứng nhé mọi người. Đó, và ta sẽ ấn vào đây để tắt bật nguồn nhé. Đó, rất là dễ dàng. Khi nào chúng ta bật thì ta chỉ cần ấn nút là ngay lập tức thì thiết bị sẽ bật lên. Và khi bật lên thì mọi người sẽ có cái menu cài đặt này. Bây giờ sẽ có một cái menu cài đặt nhé, em sẽ hướng dẫn chi tiết cho mọi người. Menu cài đặt ta sẽ bấm vào. Thì đầu tiên sẽ là âm lượng. Âm lượng thì mọi người sẽ tăng giảm âm lượng ở đây này. Đó, nút lên nút xuống ở hai bên này là tăng giảm âm lượng. Nhưng mà cái này thì em Hoàng khuyến khích mọi người là ta dùng điều khiển cho nó dễ, bởi vì trên điều khiển thì sẽ có báo cho chúng ta tất cả những cái thông số ở trên điều khiển rồi, nên ta sử dụng nó dễ dàng lắm, nó rất là tiện. Và mọi người nên dùng điều khiển để cho nó đỡ phải bật ra bật vào ấy. Đấy, chúng ta có điều khiển thì ta chỉ cần lắp pin vào thôi. Ta chỉ cần lắp pin vào, em sẽ ví dụ cho mọi người cái điều khiển như thế này nhé. Em thì em chưa lắp pin. Đó, với một cái điều khiển như này thì cái nút loa bé và nút loa to này chính là tăng giảm âm lượng nhé. Đấy, ta sẽ thay thế các cái nút trên đấy. Tiếp theo thì ta sẽ bấm vào menu để chúng ta kéo xuống thì sẽ có là đầu vào. Đầu vào của chiếc này thì nếu mọi người muốn cắm USB trực tiếp thì ta để là USB. Đó, cắm USB trực tiếp thì ta để là USB. Còn nếu chúng ta không cắm USB trực tiếp ấy, thì ta để là Bluetooth. Còn nếu ta để là cổng quang hoặc ta để thẻ nhớ, tùy vào nhu cầu của mọi người. Ở đây em đang cắm USB trực tiếp thì em sẽ để là USB, được chưa? Ta sẽ tiếp tục đến với một cái chế độ nữa. Là chế độ thì ở đây sẽ là chu kỳ đĩa, danh sách, chu kỳ đơn hay là ngẫu nhiên. Cái này đại loại giống như là một cái trình cài đặt để chúng ta nghe nhạc thôi, tùy từng bài hát. Đấy, còn cái này là đồng hồ VU thì sẽ có là chế độ nội bộ, chế độ bên ngoài. Thì cái này nó cũng không quá là quan trọng. Cái này sẽ có một cái tính năng là khi mà chúng ta thao tác thì khoảng 3 đến 5 giây ta không đụng vào nữa thì nó sẽ về lại cái màn hình mặc định ban đầu. Nên là khi mà mọi người thao tác thì chúng ta sẽ thao tác nhanh một chút. Thật ra là khi những cái thao tác này mọi người dùng trên điều khiển nó sẽ dễ dàng hơn. Bây giờ em sẽ lắp pin vào và em thao tác cho mọi người xem. Sau khi chúng ta đã lắp pin điều khiển vào thì chúng ta sẽ thao tác rất là dễ dàng đấy nhá. Đây là nút tắt bật nguồn, thì em chỉ cần bấm nút đó, ngay lập tức máy sẽ tắt luôn. Tốc độ loát của chiếc máy này rất là nhanh, không hề chậm giống như các cái dòng server hay là các cái dòng DAC rẻ tiền. Và bây giờ ta sẽ
kiểm tra được ngay chất lượng nhạc, vì đây là em Hoàng đã cắm USB vào rồi. Bên cạnh là Select thì nó có thể chọn chế độ đầu vào ngay lập tức. Ví dụ như ở đây là một cái trình cài đặt cắm USB, còn nếu không thì sẽ về ngay cổng optical, được chưa ạ? Đó, display này là tắt bật màn hình để chờ chế độ chờ đấy, chế độ nghỉ. Mọi người muốn tiết kiệm điện thì ta có thể là tắt cái tính năng này, tuy nhiên là chúng ta cứ để lên cho nó đẹp vì nó cũng không tốn bao nhiêu cái công suất đâu ạ. Tiếp theo thì ta sẽ có vào tiếp bằng cái nút menu này, thì menu này sẽ có chế độ đầu vào như lúc nãy em hướng dẫn, rồi là chế độ phát bài nhạc hay là đồng hồ VU hay là độ sáng màn hình. Thì nếu mọi người muốn tăng giảm độ sáng thì mọi người cứ bật nút, bấm một nút trên hoặc nút dưới, nó rất là dễ dàng đúng không ạ, tăng giảm độ sáng theo cái nhu cầu mà mình muốn sử dụng. Cuối cùng là ngôn ngữ. Ngôn ngữ thì mọi người có thể để bất kỳ cái ngôn ngữ nào mà chúng ta mong muốn, ví dụ mọi người là người nước nào thì mọi người cứ để cái ngôn ngữ như vậy. Ở đây thì em sẽ có, hãng đã cập nhật cho chúng ta luôn ngôn ngữ là tiếng Việt nhé, nên là dùng rất là dễ dàng mọi người nhé. Đấy, dùng rất là dễ dàng với cái ngôn ngữ là tiếng Việt như thế này. Đó, không giống như các cái dòng đã khác mà chúng ta sẽ phải sử dụng tiếng Anh. Bây giờ ta sẽ quay lại cái trình cài đặt, rất là dễ đúng không ạ? Còn đây là nút chuyển bài. Đấy, ta có thể là chuyển bài qua cái nút này. Đó, next bài rất là dễ. Và cái nút bên dưới này là nút gì? Có nghĩa nút bên dưới này khi nào mọi người gặp một cái bài hát mà mọi người muốn cách chọn nó hát đi thế nào, ví dụ một cái USB cắm vào chẳng hạn có 100 bài trong đấy, mọi người muốn phát theo cái kiểu là phát lần lượt hết nối vòng tròn thì họ sẽ phát, mọi người bấm nút này để có cái chữ A này. Còn nếu như mà nó sẽ có chế độ là phát xong một lượt thì sẽ tắt, thì sẽ có cái chế độ là một vòng tròn sẽ có dấu trừ này. Tiếp theo là phát lặp đi lặp lại một bài, mọi người cũng có thể bắt nó là chỉ hát một cái bài đấy thôi. Nếu mọi người đang thích nghe một cái bài đấy tại thời điểm đấy thì sẽ hiện số 1 như thế này. Đấy, hoặc là nếu không thì mọi người thích là phát lộn xộn, tức là đang bài số 1 thì nhảy xuống bài số 70, sau đó lại quay bài số 2, số 50 chẳng hạn, thì ta để dấu gạch chéo như thế này. Đấy là cách chọn giống như là trên điện thoại chúng ta nghe nhạc thôi, rất là tiện. Đấy là một cái sự hài hòa mà chúng ta rất là thích mà đối với sản phẩm này. Bây giờ cái quan trọng nhất thì ta sẽ cùng khám phá mên mạch chất lượng linh kiện của cái phiên bản HB02 này, để chúng ta xem là anh này đem lại cho chúng ta những cái trải nghiệm thú vị gì về mên mạch hay là linh kiện bên trong nhé mọi người. Và đây là một cái mên mạch mà sau khi em Hoàng đã tháo cái vỏ bên ngoài ra để cho mọi người cùng xem. Và đây là những phiên bản mới nhất đến từ hãng Suka và mới cập bến tại Bảo Tín Audio sáng ngày hôm nay nha mọi người. Đó, và với những cái phiên bản đạt chất lượng như tầm giá của U6 hay là HB02 này thì ta sẽ thấy rằng là cấu tạo mên mạch rất là chất lượng. Ở đây thì em này được trang bị con chip là ES9038Q2M nha mọi người. Một con chip rất là đình đám nằm trên D50S hay là DO100 hay là U6 như lúc nãy em có nói với mọi người rồi đấy. Và anh này thì được trang bị tụ gì đúng mọi người? Anh này thì được trang bị tụ Rubicon. Đấy, tụ Rubicon nhé. Đấy, em soi như thế này thì không biết mọi người có thấy được không. Tụ Rubicon là một cái thương hiệu rất là nổi tiếng của Nhật nha mọi người. Chúng ta có 2, 4, 6, 8, 10, 12 chiếc tụ Rubicon. Và ở đây là dơ le đóng ngắt đối với các thiết bị đầu ra đầu vào cũng rất là hay. Obam ở đây thì hãng trang bị cho phiên bản HB02 này Obam 1656. Đấy, 1656 cũng là một cái dòng Obam rất chất lượng. Tuy nhiên thì nó có rất nhiều Obam nhé mọi người. 1, 2, 3, 4, 5, 6. 6 Obam 1656 đi kèm với đó là 2 Obam khuếch đại. Cho chúng ta Obam 5532 nữa. Những cái dòng Obam đều rất là nổi tiếng. Đó. Và Bluetooth thì được trang bị con chip là QC Qualcomm CR8675 nhé mọi người. Một con chip được nằm trên cái phiên bản Topping D50S nên là Bluetooth cũng rất là mạnh, 5.0. Họ để cái mã QR ở đây để chúng ta có thể quét trực tiếp vào để xem là sản phẩm của mình có phải hàng chính hãng hay không. Đó, một cái mã QR thôi thì em không bóc nữa, bởi vì đây là sản phẩm mới nên là em không muốn đụng vào làm gì cả. Đó là một cái cấu tạo cực kỳ là chất lượng và cái thiết kế phía sau cùng với các cái đầu jack mạ vàng rất là đẹp này. Thấy mạch thì linh kiện rất là dày, các con tụ con trò cũng được sắp xếp rất là cẩn thận. Đấy, điểm rất là tuyệt đối cho cái mên mạch này. Và với cái giá thành của nó rất là tốt nhé mọi người. Mọi người đoán với một chiếc đáp có đầy đủ hiệu năng mà chúng ta mong muốn như thế này sẽ có giá phải cao hơn 5 triệu đúng không ạ? Tuy nhiên thì phiên bản này đang có giá là 4 triệu 500 ngàn đồng tại Bảo Tín Audio nhé.
DAC Suka HB02 sẽ có giá là 4.500.000 đồng. Và đây là những bản mới nhất và đã được cập nhật đấy, tại Bảo Tín Audio, những phiên bản mới nhất. Và nếu mọi người xem video này, chắc chắn là mọi người sẽ là những người khách hàng đầu tiên được thấy sản phẩm này, hay là có thể là sẽ được sở hữu sản phẩm này tại thị trường Việt Nam đó. Và sản phẩm này khi mọi người mua thì em Hoàng sẽ tặng kèm cho mọi người một dây quang đó, một dây quang audio quét của Mỹ đó, một dây quang audio quét đầu jack kim loại. Dây này thì em đang bán là 280 tại cửa hàng Bảo Tín Audio và sẽ miễn phí vận chuyển cho mọi người. Và sản phẩm sẽ được bảo hành 12 tháng đấy, bảo hành 12 tháng và hỗ trợ đổi mới trong vòng 4 tháng đầu tiên nếu có bất kỳ trục trặc gì đến từ nhà sản xuất. Và phiên bản này thì mọi người lưu ý là đọc trực tiếp USB, có cổng quang, có Bluetooth, chơi được nhạc trực tiếp 32 bit, đấy, đọc USB 128 GB, đọc ổ cứng dung lượng tối đa là 2T nha mọi người. Và trước khi kết thúc cái video này thì chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một đoạn chất lượng âm thanh của phiên bản Suka HB02 này để chúng ta có thêm những cái phần thẩm âm cho mình nhé mọi người. Cảm ơn mọi người rất là nhiều.